để trở thành fan cứng và nhận được những ưu đãi từ fan cứng với những quy hiệu rất ngộ nghĩnh, những đặc trưng riêng cho fan cứng, thì anh em hãy tham gia tính năng hội viên tại YouTube vừa mới mở trên kênh LNB của mình nha. Click vào đây và làm theo hướng dẫn thì anh em sẽ trở thành hội viên của LNB rồi đó. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Rồi, quất. Dạ. Rồi, lâm cho cố vô đi. Mở vòi lên. Vòi lên. Hello. Anh nghe. Dạ. Máy chạy kìa. Máy chạy tà le kìa. Giếp mấy này cũng đâu được đồ đâu. Đâu phải đồ mà quýnh để lấy điểm mà. Lấy điểm chi, ông đâu cần lấy điểm đâu anh. Ông đâu cần điểm gì cho dành sao điểm để lấy làm như tâm ma thí luyện như đánh lấy điểm. Mà rất nhiều các con ga nó có điểm mày. Bởi em đánh lên 900 mấy điểm luôn á, giết được 6 mấy mạng. Lên tràn không? Chị chuyển cho anh dưới đây, lên trên đi. Từ từ, bình tĩnh. Con Thiên Dương nó chạy chậm vù lắm. Thiên Dương chạy chậm vù lắm, từ thôi. Kê, à, dễ cường quá chung kê. Kê, ngồi bên phải nè, Bên phải, đập, rồi chết rồi. Em bị chung kê, lấy chung kê. Con người nó kìa. Đâu? Không bỏ lên nó chạy rồi. Chạy thôi. Phòng thủ sơ kìa, Thiên Dương lấy phòng thủ sơ kìa. Không chế mà. Thiên Dương lấy phòng thủ sơ cho anh kìa. Không chế cũng bên bên phải mới đánh lộn cô. Cô bên phải mới đánh lộn xong cô. Đây. Tại dưới kìa, ơi xuống dưới ăn quất nhanh lên, xuống dưới nhanh lên. Lên. Thiên Dương để bao kê nha. Để năm độc. Ui, hay mọc luôn kìa. Ê, hãy thảo luôn kìa, ngon kìa. Dưới đây, dưới đi. Ở đừng có người xuống nha, cần để nha. Chơi hết chiêu đi ông ơi. Anh Hậu chơi hết chiêu đi anh ơi. Chưa hiểu chiêu đâu. Chưa anh chưa có xây lại. Anh chưa có xây lại. Anh xây luôn đi. Ừ chưa xây. Chưa xây sao chơi luôn xây vậy cha. Rồi quất đi. Làm thì nó chết mất chết là xây để kiếm với mày. Má thú cưỡi không chạy. Đi toàn thú cưỡi không biết má. Lên luôn. Đi. Đây hai anh em mình nghèo quá, không có thú cưỡi cho. Và phải cô ơi, phải bên này phải. Bên phải này mới đánh lộn xong cô. Đánh lộn chờ rồi. Ông qua chắc nó bị liên kèm áo rồi. Kệ nó. Dạ. Đây. Đi tiên giáo kìa. Rồi một thằng. Thằng nào nữa? Gặp luôn. Hết rồi. Anh ngoái đi, ngoái đi. Ngoái kiếm đồ. Ngoái kiếm đồ đi. Cái đó, mà mốt tự ăn boss sống á, em biết không, không phải full được hóa đạn boss rồi, nó mới em mới cho. Ôi xin. Ba anh em mình đâu có ngựa, thấy ăn cái nó cho, có ngựa luôn. Ba anh em mình không có ngựa nó cho ngựa đúng không? Dạ ba anh em mình cũng không có hồi sinh đâu cho hồi sinh. Ngộ với ông nội. Đi xuống đi. Xuống đi ông nội ơi. Quá năm độc máu giấy mà, đi càng. Ê! Ê, mới bây giờ năm đồng không chơi. Năm đồng không chơi. Ê, bảy rồi, bảy ơi. Bảy rồi, con các bạn kìa. Bảy rồi. Con đừng dùng môn kìa, đập dùng môn đi mấy ba. Các bạn chết rồi, thì tao giếm các bạn cho mày đồ nữa. Giếm con trò. Hết máu rồi, từ. Bên kia. Bố bên phải kìa. Hết máu rồi, qua chết rồi. Mày đợi cô ơi. Tôi nửa cây rồi, tôi chân nha. Mình di chuyển từ từ qua thôi. Đợi xíu, đi trước cho anh rộng máu anh đầy chạy rồi. Đi trước nè anh. Thiệt luôn á, ông chậm chạp quá. Anh Hậu kỳ nha. Bắn cơ kỳ vậy. Cầm Thiên Dương kia chạy. Cầm Thiên Dương kia chạy chậm như heo. Nhanh bên anh bố rồi kìa. Nhanh lên. Chạy nó đi. Để Thiên Dương đâu lên trước đi. Để đi. Thì đang chạy vô nè. Ê, đồng nha. Đây, nhanh bóng kìa. Có Thiên Dương nha, cẩn thận nha.
đập đập vô con Thiên Dương cái, đập con Thiên Dương cái, đập Thiên Dương cả. Ê, 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 ê. Chạy đi, đập con Thiên Dương mấy mày. Chạy đi. Nó không ăn kẹp đâu, chạy đi, qua bút chỉ bên trái luôn, qua trái luôn cho lên. Nó dí thầy quá. Thật quái rồi. Mẹ hết bức tử rồi đó. Anh đọc hết mức hết kiên rồi đó. Ôi, kiếm đồ thôi. Kiếm máu cho anh đọc coi. Chỗ nào thấy máu cho anh đọc. Kìa, bắt đầu kìa. Chạy luôn. Nó dí theo kìa, cứu người cái. Chết con bắt đầu rồi. Còn con ngũ độc cổ xíu máu nè anh em. Đập đi Dương, đập đi kìa. Tao mở đi. Tao chết rồi, từ nó rút độc con nè, tao để tao cái lại. Ok. Từ, núp góc đi. Kiếm máu thôi trời. Ai kiếm được mấy cục máu đi. Rồi chạy đi. Xuống góc này núp nè quậy. Đi kiếm bắt đầu này giết rồi, để kiếm đầu của bắt đầu cái. Lên, không anh nghe. Lên trên dí con thằng kiếm kìa. Từ từ. Ủa mới tao bút 7 kiếm rồi, từ từ mày. Nó nói nè, thằng kiếm nè. Trời ơi. Bỏ đi. Cho tao nó mở tượng này. Đang quái hồng máu đi, con quái rồi. Có tìm kiếm mạnh nha. Tìm Thiên Dương mình giáo mạnh đó. Boss xuất hiện của 10 kìa. Cô 10 PK nó. Boss đâu? Giờ không quan tâm boss. Đó là đấm khuôn mà. Chưa, boss sắp 3 phút đi. Vậy dưới đi. Ở tượng kìa. Đi xuống ao tượng không? Chạy thẳng xuống ao tượng. Múc dưới trước đi, từ từ. Nó mở mình mang cái đánh hô vậy. Chạy thẳng qua ao tượng luôn. Chưa, từ. Từ từ anh ơi. Đại tí anh đi. Nó mở rồi. Tâm mỏi thôi, đừng dí đâu. Qua luôn, dí nó luôn. Nhanh lên. Nè, bị giữ nè. Ui, coi chân nha. Đi, ngắm mi chết. Coi chân, tiêu dao. Đụng ngắm mi đi. Từ, tiêu dao á. Kê. Cũng nậu hết. Nậu mất máu nhiều quá rồi. Anh Hậu ơi, cho cục máu anh Hậu. Anh Hậu rồi. Nè, cho cục máu nè. Ăn vô lẹ. Có bình máu anh Hậu, lên máu cho boss luôn kìa. Lên cho anh boss luôn, nhanh lên. Đi. Ui. Chạy thẳng lên boss luôn nha. Đi 27 chạy qua boss nha, 27 chạy qua boss nha. 27 chạy lên trên. Thiên Dương đi trước đi. Đấy, đã nó mang cặp trì đó nặng rồi. Đi hậu bảo chứ mấy má. Mang cặp trì nó nặng rồi, chạy chậm mà nó này hối quá, để từ từ. Rồi Thiên Dương đi trước. Rồi, Thiên Dương đâu rồi, nhanh lên. Ê, không ai á, ăn luôn, ăn nhanh. Ăn luôn. Để bé đi. Tiêu giao kìa. Quýnh luôn anh Hậu ơi, quýnh luôn. Anh bốc nhanh. Anh Hậu xoay đi, Lùm nhanh. Ăn cục máu vô kìa ông Quân. Cho bình máu cho mình. Ăn lẹ bình máu, rồi. Ăn vô, đúng ông á. Cái. Tiêu dao kìa, từ từ. Hồi máu nè, hồi máu nè, quay, 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 quay,
Đó bên này nè, nó bị giữ bên đây nè. Ông Quân đâu rồi? Nó bị giữ nè ông Quân ơi. Từ coi chừng chết. Hồi máu hả? Nó hồi sinh kìa. Đây nè. Cái nguyên kìa, mà đập cho nguyên. Bây giờ không đập, cái dao tung luôn, chóng luôn. Rồi, chết rồi, nó chết rồi. Chạy đây, còn Hiên á. Chạy còn Hiên. Chạy luôn anh ơi. Má con bé nó giết luôn. Anh chiến cho chạy đi. Hết chiêu rồi. Mẹ. Con bé nó giết mình, con mới nhục chứ. Hồi máu đi, con bé đi Dương đánh. Con bé Thiên giết mình luôn mới nhục chứ. Chạy lại Thiên nè, ê, cũng dẫn ra, rồi anh nậu đi luôn rồi. Anh nậu đi bộ. Mà nói trận này tao muốn thấy được luôn rồi. Đang ngồi vậy quá. Đỏ máy cho em ơi. Trên rừng có quần đâu vậy? Trời, con thằng kiếm kìa. Thôi cãi nó đi anh. Bình tĩnh anh ơi. Kiếm cũng dò dọn, có ăn không? Không ăn đâu. Em không thấy tiền dao nữa, dính nó chết hai mạng luôn, thấy không? Chết rồi. Thì anh tiêu dao nãy chết rồi. Nó quýnh, chứ quýnh nó chết xong hồi xin anh bực nó cái nữa mà. Đấy, nó quýnh cái gì nữa. Ủa? Tiêu dao kìa. Rồi, ngon rồi, có tiêu dao được rồi, ngon rồi. Chí nó, bực nó. Đen đồ ngon hơn. Anh. Đi làm đồ đi. Cái tóc chạy cho anh nha. Ủa cô, anh đam nó giờ cũng nhiều người, cái này mà em win anh được bạch kim không ta? Được anh ơi. Được. Anh nhớ gì không? Không thôi. Được, anh được bạch kim. Cái này mình vô vòng 2 rồi mà. Còn thằng kiếm. Cô win là được bạch kim. Cố lên cô, của mình cháu cô. Để mình giáo cũng ngon cô, để mình giáo đó để dành đổi cô. Mình giáo để dành đổi. Năm tem được. Chạy bí kíp cao kìa. Căn cái ô 16 á, tụi nó mở tượng thế nào cũng chạy qua. Chạy bị cao kìa. Để mình lắc thức thám cố lên cô, cố lên cô. Đi 16 ông tự cũng nghĩ bên kia cô ơi. Còn có nhẫn nữa. Rồi còn ba tay mà cố lên cu. Còn ba tay mà. Có một kiên nhẫn một mà vậy. Nó lấy đồng thị chi chạy. Còn kiên nhẫn. Thấy còn hai thằng kìa. Đi dí luôn. Đi dí kìa tụi nó mới nó lột xong á, nó hết máu rồi. Đi dí nó cu. Rồi. Nó lột xong nó hết máu rồi. Đi kiếm nó đi. Đó, hay quá. Vẫn còn lắc thứ thám, phải nồi. Được bạch kêu không anh? Bạch kêu không? Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.